Mời mọi người cùng khám phá chiếc bán tải Forenzer 2022 hoàn toàn mới. Đây là cái mẫu xe tỷ lệ 1.27 được làm từ hợp kim. Đây là phần đầu xe, cũng đèn, hốc gió cho đến nắp capo. Hiện tại thì mẫu xe bán tải Forenzer là một trong những mẫu xe bán chạy hàng đầu từ thị trường Việt Nam. Đó. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến mọi người mẫu xe bán tải dạng mô hình, dùng để trưng bày hoặc là để làm một món quà cho bạn bè, gia đình, người thân. Ở đây là cái phiên bản mô hình tỷ lệ 1.27 được làm từ hợp kim. Bên trong thì nội thất xe màu đen nhé. Đó, xe này là mẫu xe cabin kép. Chi tiết từ cụm la răng lốp xe này, bậc lên xuống này. Đó. Thùng bệ đầy đủ. Vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi sẽ giới thiệu video khác ở những video tiếp theo.